Chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm với tất cả các thí sinh trong SBTN Voice, các em từ bán kết cho tới chung kết, với nhạc phẩm Tôi yêu tiếng Việt tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lễ. Mời quý vị thưởng thức.
trên Voice ngày hôm nay, sáng tác vừa qua của nhạc sĩ Ngọc Lễ, với bài nhạc tên là Tôi yêu tiếng Việt tôi, mà một cái câu làm cho chị Khuyên nhớ nhất trong cái bài này, thưa quý vị: không bao giờ quên đi cội nguồn. Ngày hôm nay chị Khuyên có tác giả ngồi đây với chúng ta. Chị Khuyên muốn hỏi anh Lễ, anh cho em biết là khi mà anh thấy các em thí sinh trình bày nhạc phẩm này, anh có hài lòng hay không? Và anh sáng tác nhạc phẩm này khi nào, lúc nào, thưa anh Ngọc Lễ? Ngọc Lễ từ nhỏ thì đã nghe bài tình ca Phạm Duy. Thì mới cảm thấy rằng ngạc nhiên là ngoài cái tình yêu với gia đình, tình yêu cha mẹ, anh em, tình yêu Chúa ra thì nó còn một cái tình yêu khác nữa, đó là tình yêu quê hương, tình yêu cái tiếng Việt của mình. Thì đó, cái điều đó nó làm cho Lễ cảm thấy là mình rất muốn viết một bài gì đó về tiếng Việt. Thì đến khi qua Mỹ thì mới cảm thấy cái điều lo sợ thật sự là con mình sẽ mất tiếng Việt. Bởi vì nếu con mình không biết tiếng Việt thì mình không thể nào tâm tình hay mình không thể nào cãi nhau nó bằng tiếng Việt được. Hết vui. Và nó cái điều đó càng ngày mình càng thấy lo sợ, càng ở lâu càng thấy lo sợ vì nó cứ mất dần đi. Con mình càng ngày nó càng nói ngọng đi vài chữ rồi nó lại quên từ rồi nó không diễn tả được. Nên khi mình la nó cứ nó im lặng. Nó không cãi lại được thì rất là nó sẽ bị, mình cảm thấy nó bị ức chế về tâm lý rất là nhiều. Cho nên cái nỗi lo sợ đó làm cho mình lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ làm sao để con mình nó không mất tiếng Việt. Và bao nhiêu gia đình khác cũng như thế, cho những đứa con Việt Nam nó không mất tiếng Việt. Và cái điều đó nó nung nấu trong lòng mình và cuối cùng mình viết cái bài đó. Lúc nào ạ? Lại viết cái bài đó khoảng chừng cuối năm 2018. Cũng mới đây thôi. Dạ, cũng mới đây. Vâng. Tại vì... Rồi sau khi mà anh viết cái bài đó thì em biết là anh cũng để lên YouTube. Dạ. Dạ vâng. Cũng có một số khán giả đã xem cái bài đó rồi. Dạ. Và bây giờ thì cái chương trình này mình được chiếu trong SBTN Voice. Anh thấy các em thí sinh mới hát có được hay không? Có vừa ý anh. Thì khỏi nói đi. Tức là khi mà được chú Hồ mà nhận cái bài đó để... lấy cái bài để hát vô cái vòng chung kết này thì Ngọc Lễ rất là sung sướng, chắc chắn rồi. Và hạnh phúc hơn nữa là được hát bởi 15 em thí sinh. Những em đó nó gắn kết với Ngọc Lễ, chung Ngọc Lễ suốt cả cái cuộc thi này. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu kỷ niệm. Thì chính các em nó hát những cái bài của mình. Cái bài này sẽ thành một kỷ niệm của Ngọc Lễ và 15 em thí sinh đó nữa. Thì đó nó càng làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Và bài này đặc biệt là Mai Thanh Sơn phối lại quá hay. Dạ. Nó hợp với không khí hoành tráng của một cái đêm chung kết và ending như vậy. Thì lại cảm thấy không có gì hơn là cảm thấy rất là hạnh phúc và xúc động khi mà mình nghe các em hát cái bài đó. Nhất là có nhiều em không có rành tiếng Việt nữa nhưng mà vẫn ngân nga là không bao giờ quên đi cội nguồn. Uh-huh. Nghe rất là xúc động. Dạ vâng. Và Diệu Quyên cũng rất là hạnh diện khi mà nhạc sĩ Trúc Hồ nhờ Diệu Quyên gọi là tập cho các em bài này khi mà ra vô như thế nào. Yeah. Và trình diễn như sao trên sân khấu. Yeah. Thì cũng cho em một cái cơ hội em được nghe nhiều lần. Tại mình phải nghe nhiều lần và mình phân đoạn các em bước ra lúc nào và tới đoạn nào em nào hát thì nó vào cái tim của mình hồi nào không hay. Tối ngủ em có nói với Hồ đó, sao cái câu nó cứ vô trong đầu của Quyên hoài. Đó là những cái mà em dễ nhớ nhất. Nó có cái gì đó mà chút xíu cái hồn Việt Nam, rồi cái hồn ngũ cung. Bên đây, ngũ cung nữa. Giống như câu hò. Mà không biết là phải cái việc lý do đó mà nhạc sĩ Trúc Hồ tại sao chọn nhạc phẩm này để mà kết thúc cái chương trình của SBTN Voice. Thì khi mà mình làm chương trình chung kết thì mình tìm một bài nhạc để mà mình đóng khung lại cái chương trình. Thì tình cờ anh để anh có một cái bài mới, anh đưa nghe thì nó hay quá, đúng với là cái tinh thần của mình. Nếu mà để ý thì chúng ta mở màn bằng một liên khúc nhạc trước năm 1975, những bài nhạc đi vào quyền đội của lịch sử âm nhạc Việt Nam. Để làm chi? Để chúng ta khẳng định là chúng ta không bao giờ quên quá khứ, chúng ta không bao giờ quên cái lịch sử của chúng ta. Và bài cuối cùng chúng ta cũng khẳng định là một lần nữa là trong tương lai và trong hiện tại, chúng ta không bao giờ quên đi cội nguồn. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái mục đích của đài truyền hình SBTN. Để ý chúng ta thấy chương trình SBTN Voice thật sự ra cái mục đích đó là để là bảo tồn văn hóa và phát triển văn hóa và không quên đi cái quá khứ và lịch sử của mình. Cho nên đây là một điều may mắn là chúng ta có một người nhạc sĩ vẫn còn trăn trở với những nỗi lo âu. Nỗi lo âu của anh Ngọc Lễ là anh lo con mình sẽ quên tiếng Việt. Đó là chuyện sự thật.
cái nỗi lo của Trúc Hồ là một ngày nào đó khi mà thế hệ của Trúc Hồ không còn làm truyền thông nữa, không làm văn hóa nghệ thuật nữa, thì giới trẻ ai sẽ người làm? Cái đó là một cái gì cho những người trong cái vai trò của Trúc Hồ trăn trở hàng đêm. Cho nên Trúc Hồ tha thiết kêu gọi quý vị khán giả của đài SPTN hãy cùng giúp Trúc Hồ, mọi người chúng ta một tay một tấm lòng, son sắt với tiếng Việt, với quê hương. Chúng ta phải có bổn phận bảo vệ văn hóa của chúng ta, chúng ta phải có bổn phận truyền lại cho cái thế hệ tiếp tục của chúng ta. Cho nên tại sao chương trình SPTN Voice là chúng ta khuyến khích giới trẻ nhận lãnh trách nhiệm để thực hiện chương trình producer và nhiều cái tính chất chuyên nghiệp khác, để mà chúng ta kiếm một cái thế hệ mới, giọng ca mới, nhằm mục đích là sẽ không bao giờ quên đi cội nguồn. Với cái tư tưởng đó cũng như là với cái ý của cái nhạc phẩm vừa qua, thì Diệu Quyên cũng kêu gọi quý thầy cô giáo ở các nơi, các tiểu bang trên toàn thế giới, chúng ta có thể dùng cái nhạc phẩm này để mà mang vào trường lớp của mình để dạy cho các em. Khi mà các em nó hát, nó ý a những cái bài hát, cái câu nói, những cái lời như thế này thì nó sẽ nhớ về cội nguồn nhiều hơn. Và để giúp cho một phần của cái bài hát đó thì Diệu Quyên có đăng trong một cái sổ tay cũng như là cái buổi tiệc xuân vừa qua của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam Cali. Thì nhờ như vậy mà các thầy cô sẽ mang về và các phổ biến cái nhạc phẩm này xa rộng hơn cho lớp trường của mình ở mỗi địa phương. Thưa anh Ngọc Lễ, có được hay không thưa anh? Cảm ơn chị Quyên rất nhiều. Cảm ơn Trúc Hồ. Chắc chắn là tất cả trung tâm Việt ngữ khắp nơi trên thế giới, và ngay cả trong nước cũng nên sử dụng bài này, học bài này. Đó là cái tinh thần của người Việt Nam của chúng ta, không bao giờ quên đi cội nguồn. Vâng, cảm ơn anh Ngọc Lễ. Vâng.